chồng coi thường vợ. Mình ngủ quên khi nào thế nhỉ? Anh ấy đi làm về rồi mà cơm canh chưa xong. Thôi chết. Anh về rồi, còn ngủ hả? Dạ vâng, em chưa kịp nấu cơm được. Anh đói lắm phải không? Sao cơ? Giờ mới nấu cơm. Thôi, anh không ăn nữa đâu. Em xin lỗi anh, nhưng tại hôm nay con ốm nên nó quấy quá, cho nên em... Khi nào cũng bao biện. Lúc con ngủ thì đi nấu đi. Anh đi làm kiếm tiền nuôi cả cái nhà này vất vả như thế nào em biết không? Bà thôi bỏ đi, em chỉ ở nhà ăn bám chồng thì hiểu thế nào được chứ. Anh nói gì cơ? Anh bảo em ăn bám. Chứ còn gì nữa, tiền đâu một mình anh lo hết rồi. Em ở nhà chăm con với làm mấy công việc lặt vặt thì có gì mà khổ chứ. Bao nhiêu người mong muốn như em cũng không được kìa. Dù ở nhà thôi, nhưng em có giây phút nào thảnh thơi đâu. Em phải làm quần quật suốt ngày. Em làm như chỉ mình em biết làm việc nhà vậy. Được, nếu em muốn, để anh thuê giúp việc về làm hết cho em. Được thôi, vậy anh thuê giúp việc đi. Em sẽ đi làm để không ăn bám anh nữa. Nè, cậu Trần, hôm nay tâm trạng không tốt à? Không sao đâu Jim, cũng chỉ là mấy chuyện nhà vặt vãnh mà. À, cậu có biết dịch vụ thuê giúp việc nào tốt giá ổn một chút không? Giới thiệu tôi với. Cậu định thuê giúp việc sao? Vợ cậu định đi làm à? Ờ, đang định vậy. Vợ tôi đã không phải đi làm, tiền nông trông chờ hết vào tôi, chỉ ở nhà chăm con với nội trợ thôi. Sung sướng thế mà lắm lúc còn kêu ca này nọ. Bực quá, cứ phải để cô ấy đi làm vài bữa mới biết vất vả là như thế nào. Ủa sao cậu lại nói thế nhỉ? Ở nhà nội trợ chăm con cũng vất vả lắm. Mấy công việc lặt vặt ở nhà vất vả sẽ bằng một phần nhỏ người trụ cột lo kinh tế gia đình được. Thôi, cậu có biết chỗ trung tâm thuê giúp việc nào thì cứ giới thiệu giúp tôi. Thôi được, tôi có biết một trung tâm đấy, tan giờ làm tôi dẫn cậu đến đó. Cảm ơn cậu Jim, từ lúc tôi đưa vợ con sang đây, nhiều việc phát sinh quá, may mà còn có cậu. Thôi nào, cậu lại bắt đầu cái giọng khách sáo rồi. Có đúng địa chỉ này không Jim? Đúng mà, mình vào trong đi. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần dịch vụ gì ạ? Tôi muốn thuê dịch vụ giúp việc. Dạ vâng, vậy mời hai anh ngồi ghế. Quý khách muốn thuê dịch vụ giúp việc như thế nào? Khung giờ như thế nào ạ? Tôi muốn thuê giúp việc toàn thời gian, vừa làm việc nhà vừa chăm con. Chúng tôi không có dịch vụ nào vừa làm việc nhà vừa chăm con đâu ạ. Mà là tách riêng ra, một người làm việc nhà, một người lo việc trông trẻ. Làm việc nhà và trông trẻ mà phải cần đến hai người sao? Đúng vậy đấy cậu ạ. Ở đây, làm việc nhà là làm việc nhà, trông trẻ là trông trẻ, không có dịch vụ nào gộp cả hai cái đâu. Vậy giá hai người giúp việc thì như thế nào ạ? Tùy vào khối lượng công việc và thời gian yêu cầu của gia chủ, chúng tôi sẽ có từng mức giá khác nhau. Ví dụ như, nếu anh chọn dịch vụ trông trẻ toàn thời gian trên 3 tuổi, thì giá sẽ là 850 đô một tuần. Còn nếu trẻ dưới 3 tuổi, sẽ là 905 đô ạ. Vậy còn dịch vụ làm việc nhà thì bao nhiêu? Giá của dịch vụ làm việc nhà sẽ phụ thuộc vào khối lượng công việc yêu cầu. Nếu quý khách cần thuê đủ các tất cả dịch vụ thì giá là 1.290 đô trên tháng ạ. Tuy nhiên quý khách có thể bóc tách ra từng hạng mục theo nhu cầu công việc quý khách cần làm. Nhưng có điều giá lẻ từng hạng mục sẽ đắt hơn một chút. Thôi thôi, sao phải bóc tách ra tỉ mỉ nhiều công việc như thế? Nếu tính sơ sơ, vậy nếu tôi muốn thuê cả hai dịch vụ thì sẽ vượt cả 2.000 đô một tuần sao? Vậy một tháng sẽ là gần 10.000 đô. Dạ vâng ạ, giá của bên trung tâm chúng tôi là rẻ nhất thành phố rồi đó. Tôi sẽ về xem xét, rồi có gì tôi báo lại cho cô sớm nha. Cảm ơn cô. Dạ vâng thưa quý khách, quý khách cứ xem xét rồi liên hệ lại với trung tâm nhé. Cảm ơn quý khách. Trời ạ, cậu có nhầm không vậy? Trung tâm này có mà đắt đỏ nhất ấy chứ. Tôi khẳng định đó là một trong những trung tâm rẻ nhất rồi. Cậu có thể lên mạng tra là biết. Thật vậy sao? Không thể hiểu nổi sao lại đắt đến mức đó chứ. Có thể ở bên quê hương của cậu không như vậy, nhưng thật sự đối với người dân chúng tôi ở đây thì công việc nhà là một trong những công việc khổ nhọc, cho nên nó có mức giá cao như vậy. Vậy gia đình tôi không thể nào thuê được thật. Còn chúng tôi còn nhỏ quá, tôi phải nói lại với vợ tôi cứ tiếp tục ở nhà thôi. Thế giờ cậu mới nhận ra giá trị của vợ mình chưa? Thực tế công việc mà vợ cậu phải lo ở nhà còn nhiều hơn thế rất nhiều. Vợ tôi cũng vậy đấy,
cô ấy từ bỏ công việc yêu thích của mình để chịu ở nhà nội trợ chăm con. Tôi rất biết ơn vợ tôi vì việc này. Nói thật, phải có tình yêu gia đình lớn lắm họ mới làm như vậy đấy. Vì công việc nội trợ và chăm con thật ra còn vất vả hơn chúng ta đi làm rất nhiều. Em xin lỗi anh, nhưng tại hôm nay con ốm nên nó quấy quá, cho nên em... Tiền đâu một mình anh lo hết rồi. Em ở nhà chăm con với làm mấy công việc lặt vặt thì có gì mà khổ chứ. À ơi, chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai nỡ tính công hàng ngày. Nuôi con đâu kể công lao, tay mẹ làm nệm khác nào ruột bông. À ơi, ngực mẹ làm gối cho con, để con yên giấc ngủ ngon mẹ mừng. Ô, anh về khi nào thế? Làm em giật cả mình à. Khẽ thôi nhé, cho con ngủ. Con bé quấy cả buổi, em mới dỗ được đấy. Em đi nấu cơm ngay đây, anh chịu khó một chút nha. Ơ, anh làm gì thế? Sao vậy? Anh hôm nay lạ thế, làm gì có lỗi với em phải không? Đúng vậy, là lỗi của anh. Anh sai rồi. Xin lỗi vì tối qua anh đã nặng lời với em. Em đã vì anh và con hy sinh vất vả như thế nào, vậy mà anh còn không hiểu. Anh không biết trân trọng anh. Trời ơi, anh nói ra những lời vừa rồi chắc hẳn hôm nay bão to rồi. Mà chẳng phải anh muốn thuê giúp việc sao? Sao rồi, thuê được chưa anh? Giờ anh đã nhận ra rằng công việc mà em đang đảm đương không có giá nào trả được. Vợ yêu à, anh xin lỗi em. Này, có phải là anh không đó? Tự dưng nói những lời sớm súa làm người ta... Nè, anh không ngờ vợ anh biết hát ru, mà lại còn hát rất hay. Em là cô gái biết hát ru duy nhất trên đất Mỹ đó. Là do em học từ bà của em đấy. Ngày xưa còn nhỏ, bà em toàn hát ru cho em ngủ thôi. Ơ kìa, có mùi khét rồi. Để anh động vào là biết ngay có chuyện à. Sai lầm. Ba có định bán mảnh đất ở ngoại thành không ạ? Đợt này đất vùng đấy đang sốt, được giá lắm đó ba. Ba cũng chưa có kế hoạch gì, đất ông cha để lại ba cũng không muốn bán. Trời, thời buổi tất đất tất vàng mà ba để không đó hoài hả ba? Lần sốt đất này con thấy hơi đó, nghe bảo có dự án qua đó. Ba bán đi, lấy tiền gửi ngân hàng, mỗi tháng cũng sinh lời được mấy chục triệu đó ba. Vâng, vợ chồng con cũng đang tính cho thằng cháu Phú đi du học nữa. Được rồi, mấy đứa đừng hối hoài chuyện này nữa. Ba thấy chưa cần thiết phải bán đất, chuyện du học của Phú. Ba nghĩ các con nên để nó tự lập, 20 tuổi rồi chứ con nít con nôi gì đâu. Ba thật là quá đáng mà, bán đất mà không nói với vợ chồng mình tiếng nào. Ba sao vậy không biết, đợt trước đất đang sốt thì không bán. Giờ này hết sốt lại bán rẻ mất bao nhiêu tiền. Lúc cần tiền cho Phú du học, vợ chồng mình xin xỏ ba cũng thờ ơ. Giờ thì lại bán vội bán vàng. Ba, ba. Con nghe trộm nội nói chuyện điện thoại. Nội nói bán đất có tiền rồi, mai sẽ mang tiền tới cho bọn họ. Hả? Có chuyện đấy sao? Vâng, chắc luôn ạ. Tôi không thể nhận được. Ông cứ lấy dùng đi, đang trong hoàn cảnh cần kiếp. Coi như tôi cho cậu vay, chừng nào cậu có trả lại cũng được mà. Được rồi, cảm ơn cậu. Nhất định tôi sẽ vực dậy gánh xiếc này và hoàn trả lại số tiền cho cậu. Ba, ba làm gì vậy? Tại sao lại đưa số tiền lớn cho ông ta vậy? Ba có bị bùa mê thuốc lú gì không? Tiền này, số tiền mà ông đang cầm là tiền ba tôi đã bán đi mảnh đất Hương Hỏa mà tổ tiên để lại đấy. Ông định dùng nó để đổ vào cái cánh xiếc cũ rích hết thời này à? Sao lại dụ dỗ ba tôi hả? Hãy im ngay. Ba đúng là khôn nhà dạy chợ mà. Cháu nó cần tiền đi du học thì không cho, lại mang hết tiền của đi đãi đọa cho người ngoài là sao chứ ba? Con hãy bình tĩnh. Có chuyện này cha định không nói cho con, nhưng hôm nay con nhất định phải biết. Chuyện gì vậy ba? Thank you.
con nó sẽ không sao chứ mình. Ừ, gia đình mình ở hiền sẽ gặp lành thôi bà. Mình bình tĩnh đã nào mình ơi. Con trai của mẹ. Tạm thời, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng gia đình nên chuẩn bị chi phí để phẫu thuật cho con càng sớm càng tốt. Ừ, chúng tôi bắt buộc phải phẫu thuật sao ạ? Đúng vậy, bệnh tim bẩm sinh này bắt buộc phải phẫu thuật, con mới có cuộc sống bình thường được. Cậu cầm trước chỗ này, mấy hôm nữa mình sẽ xoay nốt số còn lại. Cậu lấy đâu nhiều tiền một lúc vậy? Cậu có giàu có gì đâu chứ. Ai bảo cậu là mình không giàu, đang thời cực thịnh của xiếc đấy. Mình chỉ cần diễn thêm mấy show là bằng người ta làm cả năm. Nhưng thế thì cậu vất vả lắm. Vất vả gì đâu, cái nghề này ngày nào cũng phải văn ôn võ luyện, nó mới nhuần nhuyễn chứ. Vậy cảm ơn cậu nhé. Mình chừng nào mổ tim xong cho Hải, mình nhất định sẽ kiếm tiền trả cậu. Đã đủ tiền đâu mà ơn với Huệ. Mà tớ với cậu còn nói mấy câu khách sáo này làm gì. Thôi, mình chạy về rạp xiếc đây. Buổi diễn xiếc đặc biệt nhất năm nay, những tiết mục cực kỳ đặc sắc. Đi trên dây, nhào lộn trên không, hoàn toàn không dùng dây bảo hiểm và đệm đỡ có 102. Một buổi trình diễn duy nhất, bà con mãi vô, mãi vô. Cho tôi 2 vé, tôi 4 vé, tôi nữa. Bà con cứ từ từ. Siêu quá, quá, wow, giỏi thật đó. Siêu quá, quá, wow, giỏi thật đó. À. Ôi, rớt rồi, nguy hiểm quá, gãy cổ mất. Câu chuyện ba vừa kể là... Câu chuyện 30 năm trước, cậu bé đó chính là con đó Hải. Trái tim của con là do chú Đông, chú ấy cứu. Chú Đông, nhưng chú ấy là diễn viên nhào lộn cơ mà. Sau tai nạn đó, chú Đông không bao giờ có thể nhào lộn được nữa. Nhưng chú không thể từ bỏ nghiệp xiếc, nên chú vẫn gắn bó với những buổi biểu diễn trong vai một anh hề. Ba, sao chuyện này con chưa từng biết? Chú Đông không cho ba nói cho con biết. Chú muốn trái tim của con thật sự chỉ có những ký ức vui vẻ. Nó đã chịu nhiều cơn đau trước đó. Con... cháu xin lỗi ba và chú. Con nhìn nè, cánh xiếc sẽ lại được sáng đèn, sẽ có rất nhiều trái tim trẻ thơ khác được ngập trong tiếng cười. Hàng ghế sau. Chết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên sếp mới đi làm. Mình mà đi muộn sẽ gây ấn tượng rất xấu đây. Ôi, anh không nhìn đường à? Cô có làm sao không? Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng có lẽ cô nên chạy chậm hơn một chút thì sẽ không va vào tôi. Anh ý anh là tại tôi chứ gì? Hình như cô đang vội đấy, còn không đi nhanh lên đi à? Anh ta là sếp mới ư? Chào mọi người, tôi là người sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc mới, mong mọi người giúp đỡ. Bây giờ mời thư ký biên tập nói qua về nội dung buổi họp của chúng ta hôm nay. Thưa tất cả mọi người, có chuyện gì mà ngây người ra thế cô nương? Chợt nhớ lại mấy chuyện thôi. Tớ sẽ cho cậu biết một bí mật. Tớ quyết định sẽ cưa cẩm giám đốc mới của chúng ta. Sếp mới ư? Cậu không biết anh ấy đã có gia đình ư? Một gia đình hạnh phúc với một cô vợ và một cô công chúa nhỏ. Cậu cổ hủ quá à. Giờ thời buổi này, yêu đương có quyền tự do mà. Hơn nữa, theo như tớ điều tra, cô vợ anh ấy người nhà quê, làm sao xứng với người vừa đẹp trai, vừa cá tính tài giỏi như anh ấy. Tớ quyết sẽ giành lại anh ấy bằng mọi giá. Cậu tự tin như vậy hả? Tất nhiên rồi, thân hình quyến rũ, tài năng và gia thế giàu có, tớ xứng với anh ấy hơn ai hết. Hơn nữa,
chưa có ai thoát được bàn tay của tớ cả. Anh Hoàng. Vâng ạ. Có chuyện gì vậy em? Anh Hoàng tiện đường thì cho em đi nhờ xe về nhé. Xe của em bị hỏng nên phải để ở lại hầm gửi xe rồi. Đồng ý. Em chờ anh chút. Cảm ơn anh. Anh không cần ga lăng xuống mở cửa xe cho em đâu. Em tự lên xe được mà. Nè khoan, em chờ anh chút. Thành thật xin lỗi, nhưng em có thể ngồi ở ghế sau này không? Sao lại phải thế ạ? Xin lỗi em, nhưng ghế phụ là độc quyền của vợ anh rồi. Những người phụ nữ khác ngồi gần anh quá, anh không quen. Có cần cứng nhắc thế không anh? Khó chứ em, đôi khi phải có những quy tắc riêng. Em sao thế? Vẫn giận anh à? Dạ không ạ. Chỉ là em hơi không quen bị đối xử như vậy thôi. Trước đây khi anh nghèo khó, nhà chỉ có mỗi cái xe đạp. Chiếc xe đạp chỉ có một chỗ ngồi phía sau, tất nhiên là dành cho vợ anh. Khi cô ấy ôm lấy anh, anh cảm thấy rất yên tâm. Vậy ạ? Sau này mọi thứ ổn hơn, anh mua được ô tô. Vị trí ghế phụ gần anh nhất đương nhiên vẫn là dành cho cô ấy. Chỉ cần anh quay đầu sang là nhìn thấy cô ấy rồi. Chỗ dựa lưng ghế ngồi cũng là góc độ được điều chỉnh sao cho cô ấy cảm thấy thoải mái nhất. Những thứ để ở phía trước đều là tư trang cá nhân của cô ấy. Món quà vặt mà cô ấy thích ăn, cuốn sách mà cô ấy thích đọc. Có vẻ như anh Hoàng rất yêu vợ mình. Đúng rồi, cô ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của anh. Quên, cho anh địa chỉ cụ thể nhà em đi Vân. Không anh là đi qua bây giờ. Đến ngã tư, anh cho em dừng lại là được rồi. Nhà em ở gần đó. Này, nghe tin gì chưa? Tháng này tòa soạn vượt chỉ tiêu doanh số. Tối nay tổ chức tiệc ở ba đấy. Thì sao? Hay, ba không phải đất của cậu hay sao? Hãy thể hiện mình sexy quyến rũ thế nào. Chàng trai nào mà chả đổ nữa là xếp hoàng. Mình từ bỏ anh ấy rồi. Sao? Mới có một tuần mà cậu đã định từ bỏ dễ dàng như vậy à? Nhưng mà anh Hoàng khác. Trước nay mình chưa từng thấy người đàn ông nào trước mặt người đồng nghiệp nữ khác lại nói về vợ mình một cách tự nhiên như vậy. Chỉ qua một việc nhỏ mà anh Hoàng đã cho mình thấy mình không còn một cơ hội nào với anh ấy nữa đâu. Thôi, quên anh chàng đáng ghét đó đi. Cậu còn nhiều chàng trai khác vây quanh mà. Không, anh ấy không đáng ghét. Mình nể phục anh ấy. Mình cũng nên tìm một người đàn ông chỉ dành ghế phụ cho riêng mình mà thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.